Pháp Sư Ngộ Đạo Khai Thị Buổi Sáng Tập 133 Ngày 25 tháng 5 năm 2020 Giảng tại Tình Tông Học Hội Hoa Tạng Xin chào quý vị đồng tu A-di-đà Phật Mời bỏ tay xuống Thứ năm tuần trước Tôi đã đến Đài Nam Đi thăm Lão Hòa Thượng của chúng ta Lão Hòa Thượng nói Ngài sắp giảng sanh Bảo mọi người đến Phật đường Niệm Phật với Ngài Sau khi tôi đến rồi thì thấy mọi người có tỉnh cầu lão hòa thượng thường trụ thế gian mọi người đã dùng nguyện vọng xây dựng chuỗi trường học từ mẫu giáo đến đại học của lão hòa thượng ở đài loan ở australia để khẩn cầu ngài lão hòa thượng chúng ta cũng nhận lời mà tiếp tục ở lại ngài đã lớn tuổi như vậy mà còn ở lại thế giới này thì lý do duy nhất là thay chúng sanh chịu khổ thay chúng sanh chịu khổ như thế nào tức là thay chúng sanh chịu cái khổ của sự già yếu tại sao ngài tiếp tục ở lại thấy chúng sanh chịu khổ ngài thấy chúng sanh quá khổ cần phải có phật pháp cần phải có văn hóa truyền thống trung hoa để cứu thế giới hiện nay có rất nhiều người đang học tập hy vọng lão hòa thượng trụ thế lâu hơn nữa để giúp cho càng nhiều người có thể học tập văn hóa truyền thống Trung Hoa nho thích đạo hoàng dương truyền bá khắp toàn cầu để cứu dạng kiếp nạn của thế giới này Vậy thì mọi người chúng ta nghe nói lão hòa thượng sắp về tây phương thì đều hy vọng ngài có thể ở lại đây lâu hơn nữa đây là tình cảm thông thường của con người nhưng khi lão hòa thượng ở lại ngài không ra đi nữa nếu như chúng ta lại không y theo lời dạy của lão hòa thượng mà học mà y giáo phụng hành mà thực hành thì ngài ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì lớn lao chỉ là muốn ngài ở lại đây để chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy ngài đây là lý do vì sao chúng ta muốn lão hòa thượng ở lại đây sao hay là phải để lão hòa thượng nhìn thấy chúng ta đều đang y giáo phụng hành đều đang nghiêm túc học tập Hoàng dương văn hóa để ngài nhìn thấy những thành quả như vậy tất nhiên điều thứ hai chính là ý nghĩa và lý do quan trọng nhất cũng là chủ yếu nhất để lão hòa thượng ở lại đây bởi vậy chúng ta không thể hành sự theo cảm tính nghe thấy lão hòa thượng sắp về tây phương thì khóc lóc nỉ non hành sự bốc động xin lão hòa thượng đừng có về tây phương mọi người nghĩ xem như vậy có đúng không quý vị dự lão hòa thượng ở lại tức là không cho ngài về tây phương lão hòa thượng cả đời hoàng dương pháp môn tịnh độ đặc biệt là những năm tháng về già những năm gần đây ngày một lòng ra sức hoàng dương tịnh độ Mục đích chính là muốn bản thân mình cầu sanh Tây Phương và cũng giúp người khác nhất tâm nhất niệm cầu sanh Tây Phương. Đây là mục tiêu chủ yếu khi Ngài Hoàng Chương kinh điển tịnh độ. Nếu quý vị không cho Ngài giảng sanh Tây Phương, bản thân quý vị cũng không muốn giảng sanh Tây Phương. Thì đó chẳng phải đã làm trái với tông chỉ tu hành tình độ của chúng ta rồi sao? Vì thế mọi người đừng hành sự theo cảm tính. Con người ta sống trên cõi đời này đều phải trải qua những chuyện thường tình đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải thể hiện Niết Bàn những vị Phật Bồ Tát thị hiện trên thế gian này, những vị Tổ sư Đại Đức thị hiện trên thế gian này, cũng đều phải thị hiện biết bàn dạng sanh. Đây là một chuyện rất thường tình. Cho nên chúng ta không thể quá nặng nề tình cảm giống như những người thế gian bình thường khác. Thật sự tịnh Phật trụ thế Tức là bản thân mình phải y giáo phụ hành. Đây là một biểu hiện cụ thể để tỉnh Phật trụ thế, để tỉnh Lão Hòa Thượng trụ thế. Nếu như những lời Hòa Thượng trang dạy, chúng ta không chịu học theo, cũng không chịu làm theo, thì Lão Hòa Thượng ở lại đây rồi. Nhìn thấy chúng ta không nghe lời cũng không chịu thực hành cái ở lại đây thì sẽ thấy chúng ta như vậy điều này chúng ta nhất định phải biết tự suy xét tôi lại lấy thêm một ví dụ cụ thể hơn lão hòa thượng chúng ta suốt mười mấy năm nay đã luôn hoàng dương ba cái gốc nho thích đạo nho gia thì lấy để tưởng quy làm cái gốc để học tập đạo gia thì dùng thái thường cảm ứng thiên phật gia thì dùng thập tiện nghiệp đạo phải học tập thực hành ba cái gốc nho thích đạo này chúng ta đã nghe rất nhiều rồi vậy có học tập thực hành những việc này không nếu như không có Thì diện Hy vọng lão hòa thượng thường trụ thế gian Ở lại phổ độ chúng sanh Phải độ chúng sanh thế nào đây? Thế nào mới là độ chúng sanh? Đó là dạy học Dạy rồi thì phải học Dạy rồi mà không học Thì Phật Bồ Tát có đến cũng không độ được chúng sanh Cho nên việc dạy học của Phật Bồ Tát Tức là Phật độ người có duyên, người có duyên tức là người chịu tiếp thu. Đức Phật dạy rồi, họ hiểu được rồi sẽ bằng lòng tiếp thu y giáo phụng hành. Đó là người có duyên. Nếu như vậy rồi mà họ không nghe, không tin, không tiếp nhận thì đó là người vô duyên. Những đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ vậy nên muốn thịnh lão hòa thượng tiếp tục trụ thế thì phải có người chân tu vậy thì ngài sẽ chịu vất vả một chút mà ở lại thế gian để giúp đỡ những người này nếu như không có ai chịu tu hành thì ngài sẽ về tây phương sớm hơn rồi mới quay lại độ chúng sanh vậy thì sẽ khác Chúng ta cầu sanh tịnh độ là một mục tiêu quan trọng khi tu theo tịnh tông. Vì vậy, chúng ta có theo Pháp thế gian thì cũng không thể nào không xem trọng tông chỉ này của tịnh tông cũng không được né tránh nó. Phải luôn quan tâm đến cả hai mặt này. Đối với đại chúng xã hội thông thường hoặc không phải người học Phật hoặc họ học Phật nhưng không phải học tịnh tông. Vậy thì họ nói những điều này vẫn còn chấp nhận được. Trên thực tế, đã là người học Phật bất luận là pháp môn nào. Thực sự ra mà nói, vẫn phải y giáo phụng hành. Vậy thì người thầy mới thấy cần thiết phải ở lại đây. Nếu không, Ngài đã lớn tuổi như vậy rồi. Còn ở lại đây làm gì? ở lại đây tức là để giúp đỡ mọi người mọi người chịu tiếp thu chịu nghe theo lời dạy của ngài thì tất nhiên ngài sẽ thấy cần phải ở lại thế gian này lâu một chút để giúp đỡ mọi người nhưng nếu không chịu tiếp thu thì lão hòa thượng có ở lại đây ngài cũng sẽ thấy tiếc nuối thấy đau lòng có phải không vì mọi người đều không nghe lời ở lại đây nhìn mọi người không nghe lời thì mọi người nói xem cái ở lại đây có ý nghĩa gì không đây là một vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ vì nên mọi người thật sự muốn lão hòa thượng trụ thế thì không có việc gì khác mà chúng ta nhất định phải chân thật tu hành đây là ý nghĩa thứ nhất thân thể lão hòa thượng còn ở lại thế gian này Ý nghĩa thứ hai Của việc thường trụ thế gian Chúng ta Xem lại Pháp dẫn Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Pháp dẫn 12.000 năm Chánh Pháp 1.000 năm Tượng Pháp 1.000 năm Mạc Pháp 10.000 năm Kinh giáo của Đức Phật vẫn còn trên thế gian này Có người học tập Có người hoành dư thì tức là Đức Phật còn trụ thế. Vậy, kinh giáo mà Lão Hòa Thượng đã dạng trong suốt cuộc đời của Ngài. Bây giờ có DVD, có mạng Internet và có cả sách. Chúng đều đã được lưu thông trên toàn thế giới. Có người lưu thông, hoàng dương, truyền thừa, học tập thì sau này, cái Lão Hòa Thượng đã về Tây Phương rồi. Nhưng thật ra, Ngài vẫn còn ở thế gian này. Đặc biệt là bây giờ, đều đã có video, hình ảnh, âm thanh đầy đủ. Trước đây, chúng ta thấy người ta qua đời. Thì phía trước linh dị có viết bốn chữ âm dung uyển tại. Tức là giọng nói dung mạo của họ như vẫn còn trên thế gian này. Nhưng trước đây không có những phương tiện kỹ thuật này. Chỉ là dựa vào sự tưởng tượng mà thôi Ký ức mà tưởng nhớ về giọng nói dung mạo của cha mẹ Khi họ còn tại thế Còn bây giờ những video hình ảnh âm thanh này Đều có thể Lưu truyền lâu dài Khi chúng ta xem video Thì cũng như nhìn thấy sư phụ đang ở trước mắt mình Hiệu quả cũng giống như vậy Cho nên kinh giáo của Lão Hòa Thượng Còn lưu truyền trên thế gian này Tức là Ngài vẫn còn trụ thế Đây là khía cạnh thứ nhất Kinh giáo lưu truyền Tức là Pháp Thân trụ thế Phật Pháp Pháp Thân trụ thế Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Dục thân của Ngài không còn nữa Nhưng Pháp Thân của Ngài vẫn còn Bây giờ chúng ta vẫn còn đọc được kinh điển Đó chẳng phải là pháp thân của Đức Phật sao Chúng ta đọc được bài giảng kinh của Lão Hòa Thượng Những bài kinh do Ngài giảng dạ. Đó chẳng phải là pháp thân của Ngài sao Tuy thân thể này không còn nữa Dục thân này không còn nữa Nhưng pháp thân vẫn còn Cho nên pháp thân Có thể trụ thế lâu dài điều quan trọng nhất là, là phải có người học tập phải có người truyền thừa phải có người hoàng dương vậy thì sự trụ thế này mới thực sự có ý nghĩa nếu như quý vị đều không nghe không học cứ để ở đó cho dù quý vị có ngồi ngay bên cạnh lão hòa thượng đi nữa ngày nào cũng ăn cơm chung thì lão hòa thượng trụ thế cũng như không không có gì khác biệt chỉ là thân thể này ở chung với mọi người còn tâm thì không tương thông với mọi người thân ở đây nhưng tâm không ở đây vậy nên chúng ta nhất định phải biết muốn tình lão hòa thượng trụ thế lâu dài thì chúng ta phải hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc này như vậy mới không giống người bình thường trên thế gian bình thường này mà hành động theo cảm tính hiện giờ chúng ta đã học thái thượng cảm ứng thiên đây là một cái gốc rất quan trọng trong ba cái gốc mà lão hòa thượng đề xướng chúng ta phải học tập cho tốt chúng ta học tập theo lời dạy của ngài đó tức là một hành động cụ thể để tỉnh ngài thường trụ thế gian này nếu không mọi người cứ nói tỉnh ngài thường trụ thế gian thì đó chỉ là lời tịnh cầu trên đầu lưỡi mà thôi mọi người chỉ là muốn lão hòa thượng ở trên thế gian này lâu hơn để chúng ta được nhìn thấy ngài mà thôi nếu như chúng ta không nghe lời thì có lòng tôn kính đối với ngài khi Ngài ở trên thế gian này không? Đây là một vấn đề mà chúng ta phải suy ngẫm cho kỹ. Hôm nay chia sẻ với mọi người đến đây. Chúc mọi người ước huệ tăng trưởng pháp vị sung mãn A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng bồ đề hết một báo thân này cùng sanh về cực lạc. Ba biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. cả thầy chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nạn dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật